Thực ra em nghĩ là cũng không áp lực lắm. Em nghĩ nó sẽ rất là thoải mái thôi. Em cạnh tranh công bằng. Nên là mình cứ cố gắng hết sức cái khả năng của mình. Nên là cũng không áp lực lắm. 2 tuần đã trôi qua rồi, vậy ở đợt lần tập trung này thì em, mặc cá nhân em học hỏi được điều gì? Khi mà mỗi cầu thủ lên được triệu tập lên trên đội tuyển ấy, thì sẽ học hỏi được rất nhiều điều, kinh nghiệm rồi lối chơi rồi sinh hoạt kỷ luật tất cả mọi thứ là bọn em học hỏi rất nhiều điều. Toàn đúng rồi sao? Em học Này. hỏi được nhiều điều, vậy cái thứ mà em thích nhất ở các đồng đội của mình cũng như trong đội bóng là điều gì? Đó là tính kỷ luật. Toàn đội, tất cả toàn đội đều tập trung hết vào một mục tiêu, dồn hết toàn tâm toàn sức vào những buổi tập sinh hoạt. Nên là em rất thích tính kỷ luật của đội. Em nghĩ nào về việc Tiến Linh và Trọng Hùng được lên đội tuyển? Thật ra em nghĩ đây cũng là một cơ hội dành riêng cho hai bạn. Em nghĩ là đây cũng là một cái phần thưởng xứng đáng để cho hai bạn trong cái quá trình nỗ lực vừa qua của anh. Em ơi, cái trận đấu ngày hôm qua thì không hỏi không không hỏi về tỷ số ấy, mà có ai cấm hỏi trận đấu anh. Cái trận đấu ngày hôm qua thì U23 Việt Nam đã chơi nào, cái gắn kết của đội hiện tại bây giờ. thật ra em nghĩ là U22 tập trung cũng được một thời gian, nó không phải là lâu, nhưng mà em nghĩ là ở trong giai đoạn này em nghĩ là U22 cũng đã cố gắng gắn kết với nhau. Em nghĩ là theo như em nghĩ thì U22 đang ổn, rất ổn. Lần đầu gặp là lần đầu là đội trưởng có thật ra cũng không có nhiều cái khó khăn, bởi vì tất cả mọi người đều hướng tới những cái tốt đẹp nhất cho đội bóng, nên là cũng không có quá nhiều gì khó khăn. Có tự tin về cái vị trí của mình trong trận giao hữu sắp tới UAE cũng như là cái vị trí giữa SEA Games cuối năm? Thật ra thì tự tin thì có, nhưng mà em vẫn còn phải phấn đấu khá nhiều để có được tốt hơn. Ok nhỉ, sắp tới cảm đội thấy tuyển Việt mỏi Nam tay đấy. sắp tới đội tuyển Việt Nam cả Malaysia thi đấu với nhau, thì cá nhân Đức Chiến thì đánh giá nào với đối thủ đấy, với cả nhận định về tỷ số thì mình đoán tỷ số dự đoán? Thật ra thì về trận đấu đấy thì em chỉ dự đoán tỷ số là sẽ là 2-0 nhưng về Việt Nam. Có thể vậy. Em rất tự tin điều đấy. Em giống 9 triệu người đấy. Ok em, cảm ơn em.